kính chào anh chị. Sau đây, em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện nghiệp vụ bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Anh chị theo dõi ví dụ sau đây. Với nhiệm vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm theo 3 bước. Bước 1, nhận hàng từ bên giao đại lý. Bước 2, bán hàng hóa nhận đại lý. Và bước 3, ghi nhận hoa hồng đại lý được hưởng. Bây giờ, mời anh chị theo dõi các bước thực hiện chi tiết như sau. Bước 1, nhận hàng từ bên giao đại lý. Trước tiên, anh chị cần phải vào menu hệ thống, tùy chọn vật tư hàng hóa để tích chọn vào ô có phát sinh hàng hóa nhận giữ hộ gia công, nhận bán hộ, ký gửi, ký cược. Sau đó, anh chị vào phân hệ kho, chọn nhập kho, chọn loại phiếu nhập kho là khác và khai báo các thông tin chung của phiếu nhập kho. Anh chị khai báo thông tin hàng hóa nhập kho. Tại cột mã hàng, anh chị có thể chọn hàng hóa trong danh sách hoặc là nhập từ khóa theo mã hàng hoặc tên hàng để tìm nhanh hàng hóa. Sau đó, khai báo số lượng hàng hóa nhập kho. Trường hợp đại lý bán đúng giá thì anh chị có thể nhập thông tin giá giao đại lý tại cột đơn giá để tiện theo dõi, làm căn cứ bán hàng. Tại cột hàng hóa giữ hộ, bán hộ, anh chị chọn hàng hóa bán hộ ký gửi. Sau đó, nhấn cắt. Trường hợp mà tại menu hệ thống, tùy chọn chung, anh chị không tích chọn vào ô thủ kho có tham gia hệ thống thì sau khi cấp phiếu nhập kho, chương trình sẽ tự động ghi sổ kho. Ngược lại thì toàn bộ thông tin trên phiếu nhập kho vừa lập sẽ được tự động chuyển đến cho thủ kho. Để thủ kho thực hiện kiểm tra và ghi vào sổ kho. Anh chị chuyển sang thực hiện bước 2, bán hàng hóa nhận đại lý. Vào phân hệ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng. Chọn loại chứng từ bán hàng là bán hàng đại lý bán đúng giá. Sau đó chọn phương thức thanh toán. Tích chọn vào ô kiêm phiếu xuất kho và ô lập kèm hóa đơn. Anh chị khai báo các thông tin chung của chứng từ bán hàng. Khai báo thông tin hàng hóa bán ra. Tại tab thuế, anh chị khai báo thông tin thuế giá trị gia tăng. Tại tab giá vốn, chương trình đã mặc định sẵn giúp anh chị không ghi nhận thông tin tài khoản giá vốn, tài khoản kho mà ghi nhận là hàng hóa bán hộ, ký gửi. Tại tab phiếu xuất, anh chị khai báo thông tin xuất kho hàng hóa. Tại tab hóa đơn, anh chị khai báo thông tin phục vụ cho việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng, sau đó nhấn cắt. Trường hợp mà đơn vị mình sử dụng phần mềm để quản lý việc phát hành hóa đơn, thì anh chị có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách đầu tiên anh chị thực hiện cấp số hóa đơn, sau đó in hóa đơn giá trị gia tăng theo mẫu đặt in hoặc tự in. Còn với trường hợp mà đơn vị mình không sử dụng phần mềm để quản lý việc phát hành hóa đơn, thì anh chị tự nhập tay các thông tin của hóa đơn tại tab hóa đơn. Cuối cùng, anh chị chuyển sang thực hiện bước 3, ghi nhận hoa hồng đại lý được hưởng. Trước khi lập chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu hoa hồng đại lý, thì anh chị cần phải khai báo một hàng hóa là hoa hồng đại lý có tính chất là dịch vụ trên danh mục vật tư hàng hóa. Sau đó anh chị vào phân hệ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng. Anh chị chọn loại chứng từ bán hàng là bán hàng hóa dịch vụ trong nước. Sau đó lựa chọn phương thức thanh toán. Anh chị bỏ tích chọn ô kiêm phiếu xuất kho và tích chọn vào ô lập kèm hóa đơn. Sau đó khai báo các thông tin chung của chứng từ bán hàng. Tại tab hàng tiền, anh chị khai báo các thông tin về hoa hồng đại lý được hưởng. Sau đó hạch toán lại tài khoản công nợ, nhập đơn giá. Khai báo thông tin thuế giá trị gia tăng tại tab thuế và thông tin xuất hóa đơn tại tab hóa đơn. Nhấn cắt. Sau đó anh chị thực hiện cấp số hóa đơn cho chứng từ bán hàng. Trường hợp mà đơn vị mình không sử dụng phần mềm để quản lý việc phát hành hóa đơn, thì anh chị tự nhập tay các thông tin của hóa đơn tại tab hóa đơn. Như vậy là em đã hướng dẫn các anh chị thực hiện xong nghiệp vụ bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và chúc các anh chị thực hiện thành công. Cảm ơn anh chị đã xem hết video. Nếu anh chị thấy video này hay thì hãy nhấn like, share cho bạn bè cùng xem. Còn nếu đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh thì hãy nhấn nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo khi kênh ra video mới nhé.